Vậy thì nghiệp đã là nghe được hai một tháng và sau đây tôi xin qua một phần này rất quan trọng đó là phần này đau đớn xung quanh việc nghề mình đang vừa đề thế và đặt các câu hỏi chất vấn hoặc là mình đang xin lời câu hỏi qua phần app và tôi sẽ xin mời các quản lý viên hoặc là một trong quý đầu tiên cùng trong xin mời quý vị. Như vậy thì anh trên đảng chúng tôi có một cái số câu hỏi chúng tôi xin đọc và lên đường theo thứ tự và nhân hai các bạn xin lời đảm bảo câu viết chia sẻ những kinh nghiệm của hội đồng tứ trụ để những chuyến rất ổn định và các ví dụ thì khi sử dụng tứ trụ đến cảm thấy được như này hôm nay tôi xin mời thạc sĩ là Lý Chiêu đối với thuốc này thì đối với thuốc chứa cái sinh nhân thì có hạn định mà
là những người lớn tuổi. Do đó thì nếu như bệnh nhân cao suy tim chúng ta đã đến khá khô rồi thì chúng ta xem xét là rút bớt thời tiểu và cho những thuốc kháng sinh đi luôn. Đối với bệnh tim thì có lẽ là chúng ta lo lắng nhất là vấn đề nội tiết máu và khó mà đạt được cái mức như là 200 mg hay là chạy và rất là khó. Tuy nhiên thì trong tình hình thì chúng tôi cũng cố gắng và sử dụng cái là hạ huyết áp thì điều đầu thì có thể có bệnh nhân có thể có tốt mặt một chút, nhưng mà chúng ta cứ điều trị và chúng ta theo dõi để cho bệnh nhân ghi lại cái chỉ số huyết áp hàng ngày, sau đó thì đến những cái bạn tăng đều thì chúng ta cứ mạnh dạn tăng đều cho người bệnh. Có thể giai đoạn đầu người bệnh chưa thích ứng được, huyết áp có thể xuống 90, bệnh nhân có thể chóng mặt. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta thấy rằng là sau một thời gian thì tự động là người bệnh cũng sẽ có những cái thích ứng được đối với những cái thuốc mà chúng ta sử dụng. Và điều quan trọng nhất trong việc điều trị có lẽ là chúng ta phải theo sát người bệnh và cái bạn mà theo dõi bằng huyết áp ở nhà của người bệnh rất là hữu ích cho chúng ta khi mà tái khám lại để có điều trị tăng liều. Chứ còn chúng ta sử dụng bằng huyết áp ngay thời điểm khám thì rất là khó. Xin hết. Vì vậy chúng ta sẽ nghe hai ý kiến đồng ý lời những quan điểm của tôi sử dụng cả về bằng thuốc cùng thuốc mà chúng ta gọi là bằng thuốc tiêu thụ đấy là thuốc cồn. Thì là cá nhân tôi thì là làm việc là đi được cái cô nói đi về chúng tôi cũng điều trị những cái cả tại phòng mạch tức là một cái cá nhân của cả những thuốc này trong những cái bên trong cái là cô thì chúng ta thì ta nhớ là khi mình sử dụng cái này thì mình sẽ giúp cấp ổn định trong những cái động tình trạng thì làm ta được cải thiện như vậy thì đạt ra nhiều hơn và ta thì những cái năm thời gian thì chúng ta biết như vậy chúng ta có thể đỡ tăng bớt cái men hại khi chúng ta sử dụng cùng một cái nhóm thuốc mà bị báo cáo nhiều năm hàng năm thì ví dụ như chúng ta có thể nhất chúng ta cần xem cái tình huống cụ thể mà như vấn đề cái tình chiếu của anh là làm sao có thể xảy ra nếu mà có cái chất độ ở bên cạnh thì có thể tình trạng tình cảm của cái đôi mắt chúng ta xem được cái nhịp tim của mình như thế nào. Nếu như những nhịp tim và các bạn chúng ta có thể là cái thành công của bộ mặt cũng được từ như cái sóng ấy lên mình sẽ được thức dậy ra để bỏ bỏ đi nguy cơ sẽ xảy ra. Hôm nay mình bây giờ mà cái đôi em thấy là suy nghĩ là dài thì bây giờ mình cũng được thầy cảm và nó tới đến lúc đôi khi mình sử dụng nhiều cái da mình suy nghĩ là đấy là suy nghĩ một mình nhưng mà có thể quá thấp nên chỉ lấy hóng chúng ta thì nó bắt buộc mình suy nghĩ là chứ không phải nên từ thế đôi em chạm nên chúng ta sử dụng nhiều cái da ngay người ta sử dụng nếu là quá thấp thì mình suy nghĩ là trong cái sử dụng cả một lúc đó và một cái điều gì mà chúng ta để có hạn sử dụng chứ được gọi là bảo thủ hoặc là tiết kiệm cái đi theo từng bước xin cái số lưu ý từng bước cầm về cái khoảng thời 20 giờ là chúng ta sử dụng ngay trước khi cùng lúc sớm thì như vậy chúng ta so sánh giữa hai cái phương thức điều trị này phương thức điều trị sớm và chúng ta can thiệp sớm thì có hiệu quả hơn là rất nhiều. Vì vậy khi chúng ta sử dụng cùng bộ đồng hồ cùng lúc thì cần phải cân nhắc và theo dõi cái tình trạng của bệnh nhân đang hồi phục là chúng ta như thế nào. Vì cái bệnh nhân là lão hóa chúng ta biết những cái người già nửa tuổi là một cái cá thể rất là đẹp của bao nhiêu chứ nên là người nhà có bệnh đông mắt chắc chắn là một cái thứ hai là có xu hướng hạ mặt thấp nhất là ở nhà nội tư thế và thứ ba là cái sự lão hóa tự nhiên là cơ quan kể cả thần kinh suy cả cơ quan liên quan đến nhà suy thoái đó, là khi sử dụng là cảm thấy từ ngay cả thuộc hạ này chúng ta có thể cân nhắc thì đó nó tuổi từ 70 hoặc là trên 70 tuổi thì chúng ta sử dụng cả về bộ phận lưu lượng và một những cái suy thoái chung cũng là nên chúng ta sử dụng bắt đầu từ thấp và đặc biệt thì chúng ta phải cảm thấy ngay cả khi sử dụng về lưu lượng là 50 năm mặc dù hiện nay là những cái sang như ba sáu năm tôi biết đâu là 20 năm và chúng ta đều bỏ hết ở bên sau bên cạnh bằng chân như thế mỗi chuyện đi
gì với những người kiếm khách hàng đi khi mà đầu tư vào cái đề anh có vào cái vấn đề đấy cái vấn đề kinh doanh kinh vụ từ một người nhà thuộc nên cảm nhận mình đã về thì những suy nghĩ thứ hai lên về ra kiểm tra hàng đi những người còn ở đây họ đang khi mà như các bạn biết rồi họ thật khó không thôi bà sĩ là thứ hai thì như thế. Thì ở đây cũng có một giải các chị nhớ lại năm 2016
sáu cái đạt đều khuyến cáo của ta đúng không? Nhưng mà tới năm 2022 thì đạt đều xuống còn là một cái tuy nhiên là sáng tạo một cái tuyến đạt như vậy thì cái độ độ cái bài của tình yêu thì hiểu lên đó thì chúng ta thấy rằng là cái quan trọng của nó là vấn đề của đạo thì đúng lúc của cái tin của an ninh là nó hơn cái tin của cái đó nhưng mà nó cũng thay đổi là mình cũng tất cả các tâm tư có thể nhất của tin ở thời của các tâm tư các bạn thùng nhưng mà đó điều đó là cái điều mà cái tin thì không có là cái giải thoát bây giờ đó cũng tới cái suy nghĩ chúng ta cần cái tin có qua ba cái tâm tư thứ nhất là con đường của giáo đạo thì chúng ta có cái để chúng ta con đường của rác chúng ta có cái bài sáng tạo đúng không nếu mà con đường của đêm đi thì chúng ta không làm được vậy là chúng ta có cái sở công ty như vậy đó là những cái lợi ích mà cái hạt nhân là tới chúng ta thì để chúng ta thay đổi được cái định hình của mình như vậy chúng ta phải hiểu và chúng ta phải giải thích cho mình được tại vì sao chúng ta thay đổi đó chúng ta nó không có được thì đó là cái cách tư vấn cái quan trọng của bác sĩ đó làm sao có thể là đánh đồng được là cái là phù phải thay đổi hay thế nào rồi chúng ta phải có cách nói phải giải thích tư vấn cho bệnh nhân trước khi chúng ta thay đổi một cái điều đó đó là cái quan trọng nhất của người bác sĩ là trực tiếp tìm hiểu bệnh nhân đó còn với cái cái của thì bệnh nhân có nói cái gì đó chúng ta thấy rằng cô người phòng khám về suy thì mỗi bác sĩ phòng khám thì cũng một tờ phòng khám đó là cứ mà ai là cái điều này mà không tới thì đó thì tăng liều giảm tăng liều và thực chất là tăng liều của hạt cây thì rất là dễ nếu biết trong đầu tư nhưng đối tăng liều chúng ta thì cũng như đó chúng ta phải đủ đầy đủ đó là một trong những cái kinh nghiệm mà chúng ta phải học hỏi của những ai cũng vậy là chúng ta phải giảm tăng liều để chúng ta phải đủ còn những thuốc khác trong đại dịch nó nhỏ và đến chúng ta cảm thấy mình ổn như biến động của dòng sông đi vân 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 những cái căng thẳng vân 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 thì chúng ta phải đạt được và chúng ta đã tăng liều đủ chúng ta không thể thay đổi được ba mươi ngày tại nhà được thì chúng ta khó khăn trong cái một cái gì tạm thời rồi. Rất hay bị tôi nhìn thắc mắc
rồi ta để đi siêu vẹn thì cuối cùng thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ để cho họ chính người bệnh phải tự quyết định, họ quyết định của người thì cho họ quyết định của đời họ xin hết. Xin cảm ơn như vậy thì sự đó thực hiện một thời gian là để bệnh nhân nằm trung tâm tần số và đôi gì nó còn như vậy thì chúng ta liên hệ với lại là các nhà sĩ
ta cố gắng cho nó triệt phá cái vấn đề của đốt như vậy nhằm tương những về cái vấn đề của soi để từ đó chúng ta thấy nó lớn hơn và chúng ta cố gắng tăng các điều bốn còn hiện tại chúng ta thêm mà các chị đồng nghiệp chúng ta tôi xin hãy được nghe qua các bạn và mong mọi người nghe lên bên trao đổi thảo luận thêm những cái đến và cảm nhận của tôi và những người bên mạng có thể phục hồi lại nhận được. Thì đồng nghiệp có thể xem lại các cái app thải theo tất cả các báo cáo của hội nghị
về chức năng thần tinh thần rất nhiều, còn có tiểu thương khác luôn, nên là hiện nay chúng ta đã năng. Nhưng khi chúng ta gặp người điều trị những bệnh nhân mình hiện nay chức năng thần còn suy giảm thì cả hầu hết tất cả bệnh nhân luôn đều chống chỉ định kê các bệnh nhân dùng bằng chỉ định nên là suy tim luôn. Anh biết ơn khi chức năng thần đã ăn được năm rồi nên hiệu quả của nó là không còn tốt, thậm chí nữa người ta sẽ bị vi là đưa các cái bệnh lý đồng mắc kèm theo và nên thì họ khi chúng ta tìm được bệnh nhân thì sẽ có cái bao nhiêu là nhiều khi chúng ta phải để đến những điều thật sự ngày nay ngành y tế chúng ta đang khó khăn nhất vì chúng ta luôn thì theo dõi và thậm chí tích nếu mà có vài người khác biệt của bệnh nhân hoặc là phương tiện quy tắc vì vậy ông chính phủ đã đôi lúc để ra bây giờ hơi e ngại về vấn đề về phần này vì vậy tôi nghĩ là chúng ta sẽ cố gắng có khả năng và điều kiện có được các cái quyền để thuyết phục bệnh nhân cường thường ta điều trị và trong đó để sử dụng các nhóm thuốc mới những là cố thuốc ở bên nhau các nhóm thuốc để nó tạm đi mà chúng ta đã này đã được điều này một sự giúp giảm các biểu hiện lâm sàng giảm nguy cơ tử vong của bệnh nhân cũng như là cải thiện những tình trạng bệnh nhân khi ngay thì bệnh nhân ổn định hoặc là bệnh nhân đã ra viện điều trị ngoài đôi.